Chào mọi người, hôm nay bếp bếp chai kỳ duyên của mình sẽ làm một món ăn mới nữa. Có thể mình ăn sáng hoặc là ăn trưa, ăn tối gì cũng được. Là mình sẽ làm hoành thánh chai. Thì ở đây là mình sẽ làm ngày hôm nay là thường người ta làm bằng bột mì ngang, nhưng mà kỳ duyên mình sẽ chế lại là làm bằng bột gạo. Bởi vì bột gạo mà đây là bột gạo nha. Giờ cách nhồi á là mình để bột gạo vô thau rồi mình nấu một ít nước sôi. Mình chế vô như mình lấy trùng vậy đó. Để cho bột gạo của mình nó dai. Khi mình nắng nó không có bị bở. Khi lấy trùng rồi á thì mình nắng cái miếng hoành thánh của mình nó rất là ngon. Và đây là khâu nhồi bột. Bột gạo cũng rất là đơn giản dễ làm. Khi mà mình nhồi bằng nước sôi á thì bột của mình sẽ rất là dai và nó trong nữa. Nếu mình nhồi nước lạnh không thì nó sẽ không ngon bằng. Cho nên ở đây mình sẽ nhồi bằng nước sôi, mình lấy trùng thì nó chín một phần. Và khi mình nhồi nhuyễn thì nó mịn như thế này. Bột mình cũng rất là mịn. Rồi tới khâu chúng ta sẽ dò hoành thánh để vô trong nồi nha các bạn. Bắt một cái nồi nước sôi lên. Rồi xong thì chúng ta sẽ nắn nhỏ nhỏ như thế này là vừa một miếng ăn. Nước sôi mình thả vô nha. Rồi khi mình nắn nó mỏng nó nhỏ vậy nó cũng rất là dễ mau chín. Ôi, rất là đơn giản và dễ làm. Đây là nhân nha, mình xào củ sắn, củ đỏ với lại đậu hũ. Rất là đơn giản, nhanh lắm, dễ làm. Xào cho các thứ nó khô lại. Nhìn nhân của mình nó cũng rất là hấp dẫn. Đúng không mọi người? Chỉ là củ sắn với đậu hũ với lại củ đỏ. Nó nổi nó phật lên rồi nó chín. Dễ chín lắm. Cái bột gạo này mình rất là dễ làm. Nhiều người ta làm bằng bột mì, nhưng mà bột mì thì nó cũng ngon theo hương vị của bột mì. Mình làm bột gạo thì nó sẽ ngon theo hương vị của bột gạo. Mỗi loại nó có cái hương vị riêng của nó. Vậy mà mình muốn chế biến theo kiểu nào cũng được, không có khác nhau nhiều đâu. Hình dạng của miếng hoành thánh thì mình nắn theo tùy theo cái ý của mình thôi, muốn nắn kiểu nào cũng được. Mình là đồ ăn của gia đình mà nó sẽ rất là phong phú, nó không cần phải quá cầu kỳ nhiều. Mình chỉ nắng theo sở thích của mình thôi. Vậy đó. Rồi mấy cái nó nổi lên thì mình cũng sẽ chuẩn bị vớt ra. Nó nổi lên thì nó là hoàn toàn chín. Mình để thêm chút thì cũng được. Thì mình cũng có thể làm bánh tầm xe gì nữa nè. Đa dạng, dễ làm.
Rồi, những cái nó nổi lên nãy giờ thì mình sẽ vớt ra nó đã chín. Đây là miếng bột đã chín hẳn hoàn toàn, mình ăn thử nha. Ngon lắm. Mình sẽ làm cho hết nhân của mình nha. Mình lấy chồng bột, mình làm bột nó rất là dai, nó không có bị bở, mình dễ nắn lắm, nó không bị rách bột khi mình nắn mỏng. Rồi mình sẽ vớt những cái để trước vô. Nó chín hoàn toàn hết rồi. Nhanh chín ra.
Rồi, đây là hoành thánh của mình, nó đã chín hoàn toàn. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị một nồi nước súp để thưởng thức. Gạo nó chín cũng rất là trong, nhìn cũng rất là ngon, đẹp mắt. Rồi, đây là nồi nước súp mình chuẩn bị nha các bạn. Cờ súp của mình ở đây là nấm nè, đậu hũ chiên, củ cải trắng, củ cải đỏ và mướp. Mướp là cái loại để mình làm cho nó ngọt nước. Khi súp của mình nó sôi lên hoàn toàn hết trơn, mình hãy để mướp vô. Nấm nó cũng ngọt và mướp nó cũng ngọt. Đã chuẩn bị xong mướp. Hồi nãy mình đã để đậu hũ chiên rồi, bây giờ mình để một ít đậu hũ tươi nữa, ít thôi, không nhiều. Rồi xong, cuối cùng mình để sôi lên là thưởng thức. Rồi nước súp đã hoàn tất, nó đã sôi lên. Như vậy thì chúng ta sẽ cho nó vào tô hoành thánh. Ở đây mình chuẩn bị cái tô hoành thánh và hành ngò rí nha mọi người. Rồi, xong, tắt bếp. Wow, tô hoành thánh rất là ngon và tuyệt vời. Mời mọi người cùng thưởng thức nha. Mình sẽ cho một chút tiêu vào. Chỉ cần tốn công một chút xíu thôi thì mình có một món ăn sáng rất là tuyệt vời. Hoành thánh chay nấu với nấm, đậu hũ, rau củ quả rất là ngon. Để một chút hành khử, hành và tỏi mình khử cho nó thơm nha. Rồi, chúc mọi người ngon miệng, một buổi sáng an lành hạnh phúc. Nguyện cầu thế giới bình an, chúng sanh an lạc, dịch bệnh qua đi, phát tâm bồ đề cầu sanh Tây phương cực lạc thế giới. Nguyện chư Phật rọi hào quang mười phương cứu độ chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.